ơi anh chị em ơi, nhanh tay nhanh chân bay vào shop bemon.vn để quay những vòng quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực cao cùng nhiều trò chơi hấp dẫn. Nhanh tay truy cập vào shop bemon.vn thôi nào. Ok, hello mọi người, chào mọi người đến với kênh của Mon nha. Mình là Bemon TV đây. Thì ngày hôm nay mình có một cái trò chơi rất là hay. Anh ơi, em có một cái trò chơi rất là hay, anh muốn chơi không? Sao lại không nhỉ? Anh làm gì vậy? Anh, cái trò chơi là anh lấy lưỡi của anh nếm vị. Em sẽ đem ra những cái chén đựng gia vị, xong rồi anh nếm những cái vị đó. Thật là thú vị. Thế anh nhìn thì anh nếm, anh đoán ra hết rồi gì? Bịt mắt nếm. Ok. Nhưng mà đoán đúng có thưởng, đoán đúng có thưởng. Được của nó đấy. Đoán sai phạt. Chơi luôn. Bây giờ đoán sai là phạt nhá. Ok, nhưng mà đừng cho mấy cái gì như mù tạt nhá. Ok, là nhà mình làm gì có mù tạt đâu. Nhà mình làm gì có mù tạt đâu. Này, đừng cho ớt nhá. Cái gì? Ớt. Ớt kìa, phải cho chứ. Rồi ok, ok. Rồi thì bây giờ cố nhiên nhá. Anh bị mắt đúng không? Ừ. Ok, anh sẽ ngồi đây. Vì anh đang bị mắc cái bệnh lười, mỗi lần em sẽ đem ra một thứ. Mang không, bây giờ em sẽ chuẩn bị trên bàn đó. Em sẽ chuẩn bị hết luôn. Xong rồi anh đi ra ngoài đó, anh chỉ cần ngồi anh nếm thôi. Ok. Ok, bây giờ em bắt đầu đây. Bây giờ mình bắt đầu đi chuẩn bị nha mọi người. Mình sẽ lấy cái này để bịt mắt đứt. Đó, đây là cái băng đô cài tóc của mình nha mọi người. Đây, mình để đây. Tiếp theo là này, một. Này, hai. Cái gì nữa ta, cái gì ta? Tính. Tính. Thôi toàn. Anh bắt đầu, anh ra đây ngồi đi. Anh ngồi đây. Đây là hàng ghế nóng của anh. Ok mọi người, đấy, Đức đã bịt kỹ rồi. Số mấy? Số mấy? Số mấy? 5. Số mấy? 5. Anh nói đúng rồi. Anh bịt mắt. Số mấy? 2. Số mấy? 2. Đúng rồi. Số mấy? Số mấy? Một lần cuối, số mấy? 1. Đúng luôn rồi. Đây là những thứ mà mình chuẩn bị rồi nha mọi người. Đó, đây là những thứ mà mình đã chuẩn bị. Ok, bây giờ mình sẽ đặt cốc. Làm đúng hết à? Ừ. Bây giờ mình sẽ đặt cốc quay nha mọi người. Đánh nến. Ok, và bây giờ bắt đầu nha mọi người. Từ từ em đang đặt cốc quay. Ok mọi người, bây giờ mình bắt đầu nha. Làm cái gì mà gấp gáp quá vậy? Bây giờ nếm trước nha mọi người. Thì đầu tiên là đè lưỡi ra. Đè lưỡi ra. Tí tí thôi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Đức ngọt. Đức ngọt là cái gì? Đức dừa. Ờ đúng. Một. Đức dừa. Đừng có quẹt như vậy. Để lưỡi thôi. Để nhẹ nhẹ làm sao ngửi được. Cái gì bẩn? Không, tay em mới rửa rồi. Vừa đi vệ sinh xong, vừa đi vệ sinh xong. Bắt đầu. Em mới rửa sạch rồi, này. Lẹ á. Coca. Hey. Cái này dễ quá mọi người, cái này quá dễ rồi, quá dễ đúng không? Quá dễ. Đó. Chưa cảm nhận được vị. Gồm gà mọi người. Cái này không cảm nhận được. Chưa. Nản đi. Khô gà. Mình đã đúng 3 cái rồi nha. Trời ơi chưa. Gọi bơ đậu phộng. Đúng. Yeah. Trời ơi hay. Hay quá mọi người. 10 điểm. Bạn hay quá hay không? Rồi còn vài cái nữa thôi nha là đủ rồi nha. Easy. Rồi đấy à. Bạn ơi. Cái gì? Muối. Nope. Muối gì? Muối tôm. Hay quá bạn ơi. Bạn ơi.
ơi, quá hay rồi. Rồi tiếp theo nha mọi người, đây là tiếp theo này rồi. Vã hay cả đái. Em chơi đâu. Thôi, giỡn em đùa thôi. Anh, em đùa không có nhỏ vô người anh. Không có dính gì vô người anh đâu. Bây giờ anh đón rồi. Cái này mà anh đón đúng ha. Em cho anh 5 cây cương. Thôi luôn. Sao? Rồi, bắt đầu. Cái này hơi nguy hiểm nha. Thôi, em chơi đâu. Nhưng mà được 5 cây kim cương lận á. Đâu? 5 cây kim cương. Trời. Chuẩn bị nha. Cái gì đâu? Đây đây. Bruh. Thấy chưa? Đè mặt anh. Thấy không? Hử được chưa? Đè tay mặt anh. Không có đè. Mùi tay. Nope. Không phải. Lại đi. Cái áo tào lao không phải. Lại nè. Mùi tóc. Nope. Không phải luôn. Đúng lại. Mùi tóc luôn. Có mấy sợi tóc chạm vào mũi. Không phải. Lại đi. Lại. Sao gì? Gì cái gì mặt anh ấy? Gì cái gì mặt anh ấy? Nó có lông lông. Nó có lông lông. Bây giờ anh liếm đi, lẹ lưỡi anh liếm chắc là cất chết. Không, liếm. Cái này nguy hiểm. Ơ kìa, anh không thử được vậy, thử liếm chứ. Ngoại à, liếm. Cái lạnh. Mẹ bẩn. Bây giờ 5 cái kim cương đúng không? Mấy nữa. Nè. Dặn rồi mọi người, dặn rồi mọi người. Thôi mà, ra đi em cho 5 cái kim cương. Lấy. Không lấy đúng không? Chơi bẩn bựa liếm nách. Thì xin lỗi đi. Lấy cốc nước đây. Xin lỗi. Lấy cốc nước. Lầy lội, chơi kiểu lầy lội. Ê. Nè. Xin lỗi đi. Ngửi nắp thôi mà có gì đâu. Anh liếm nách mà. Anh liếm nách mà. Anh kêu anh liếm. Anh thì không tạo lông, lông nách. Cứ tay, lông hơi bị sạch. Lông nách hơi bị sạch nha nè. Có lông nách nhưng mà lông ngắn ngắn đi à. Không có một cọng luôn. Lông ngắn ngắn nó hơi rung rung vào mũi. Không có một cọng luôn, không có. Gái có lông nách nhưng mà nó chỉ có một tí ngắn ngắn kiểu lông nách. Không có lông nách. Vậy thôi anh không lấy kim cương thì thôi nha. Hả? Ai ngu? Ngu gì không lấy. Ok mọi người thì cũng đã vào shop của mình rồi. Mình vừa nạp 550 kim cương. Ủa lộn. Nhầm 7777 nha. Là 550.000 vào trong tài khoản để mình quay kim cương cho Đức. Nghe. Ăn ngoài vậy. Có quay kim cương không? Quay đi, anh là người hưởng mà. Anh đâu phải cần quay. Ok. Đức cho mình quay mọi người. Thì bây giờ đây là shop của mình. Và shop ảnh chính thức của mình là shop bemon.vn nha mọi người. Và đây mình sẽ vô nhập quay. Đẩy lùi Covid chỉ có với 9.000 thôi. Đấy. 9.000. Ôi bạn này ta zero mới ra được 12.000 kim cương. Cái bạn nào đó. Wow. Cũng nhiều lắm chứ bộ. Bây giờ mình sẽ quay thử 9.000 lần đầu tiên. 9.000 lần đầu tiên. 1, 2, 3. Wow. Rồi, đạp cho anh 15 cây kim cương vào tài khoản của anh. Cứ thầy đã không đạp.
Không được thôi. 5 tháng thôi. Coi 10 lần luôn. Quất 10 lần đi, quất 10 lần chơi khô máu. Tiền nhiều mà đúng không? Chơi. Đó. Làm cái đừng quay được nữa đi. 5k là nhiều rồi, còn gì 90 nghìn mà được 5k kim cương. Đúng đúng. Wow, thất sắc mẹ luôn. Bây giờ chúng ta sẽ ra cúp kim cương. Cúp kim cương ở đây nha mọi người. Đó 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 đó. Mọi người thấy chưa? Hiện bây giờ đang có 87.770 kim cương. Anh là 1.3, 1.2, 1.3, 2.5. Cúp kim cương. Bây giờ mình sẽ chọn cái mức giá là 950. Đây 1.3, 1.3, 2.5.7.1 đúng không? Ok, cúp kim cương này mọi người nha. Một lần thành công, hai lần thành công. Yeah. Ý da. Anh vừa bảo sốc cài ít nãy bởi vì em mà chuyển anh 5k tháng này mình ăn mì tôm mà. À quên. Cảm ơn anh. Anh vừa bảo mấy bạn. Ok á. Buổi anh vừa bảo mấy bạn nhân viên là chặn lại không em rút đấy, không em rút tính cài anh mình. Mỗi ngày cứ chậm cho người ta rút thôi. Thì thôi clip của mình cũng đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem phát clip nha. Bye bye. Cảm ơn em chưa. Cảm ơn em. Yêu mọi người. Bye.